nói hoặc không nói hoặc nên nói, chẳng biết phải làm sao nói, sợ anh biết mà không nói anh sẽ không hay rằng. Ai theo dõi 25 Chun Decor tầm 1 năm trở lại đây thì cũng biết mẫu bản trang điểm này là mẫu nằm trong top bestseller của chúng mình. Với thiết kế đơn giản nhưng lại tỉ mỉ đến từng chi tiết. Lúc trước thì xưởng làm mẫu bản đã đóng sẵn để vận chuyển, nhưng sau một thời gian cũng có nhiều bạn khách ở xa phản hồi lại là đóng sẵn như vậy rất dễ bị xước. Cho nên là chúng mình đã báo xưởng chuyển hẳn thành mẫu lắp ráp để hạn chế tối đa hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Mẫu bản trang điểm này thật sự rất phù hợp với những bạn thích phong cách Hàn Quốc mà phong cách phòng kiểu bệt bệt ý. À, cái mình đang cầm trên tay là cái gimbal nãy mình có nhắc đến ý. Cái này thì mình mua chính hãng, giá hình như là khoảng hơn 2,3 triệu gì đó, mình cũng không nhớ chính xác. Hôm trước đi du lịch thì cũng mang theo, nói chung là đáng tiền cực. Cái bàn này trông nhỏ mà đựng được nhiều đồ phết. Ngoài ra còn có màu phun trắng nữa nhá, link mua thì ở ngoài bio nha. Màu hồng về rồi lè các bà ơi, ở đây cô bà nào như tôi tuy lớn rồi nhưng chỉ thích màu hồng không vậy. Hôm nay nhà tôi về ngay một combo màu hồng cho mấy bà bánh bèo luôn đó, gồm một gương gợn sóng và một bàn trang điểm tông trượt tông luôn ý. Mấy hôm trước hàng chưa về tới nơi mà mọi người đặt quá trời, nay vừa về cái tôi phải tranh thủ lên video cho các bà cùng ngắm luôn đây. Hẹn các bà 8 giờ tối nay nhà tôi sẽ live stream rất nhiều mẫu mã cũng như rất nhiều voucher giảm giá dành tặng cho các bà nha. Trời, tôi mới kiếm được cái bàn trang điểm này siêu hạt rẻ luôn mấy bà ơi. Hôm nay là phải giới thiệu cho mấy bà sớm hơn cơ, mà giờ mới đem con hàng này về để review đây. Một chiếc bàn gương trang điểm mà chỉ có 893 xem. Có gương, có cả đèn led, nhớ phải cắm điện nha mấy bà già. Có một tủ đựng đồ, đựng được rất là nhiều đồ nha. Kéo ra kéo vô cũng rất là dễ dàng. Mặt bàn vân gỗ, chân bàn làm bằng gỗ sồi, chống được nước, chống xước, chống được cả mối mọt. Tận dụng làm bàn làm việc, lấy đèn gương làm đèn học luôn, quá là tiện đúng không nào. Con bàn này về đảm bảo căn phòng của bạn lột xác luôn. Vẫn cứ chi là 10 điểm. Thì chật nhưng vẫn muốn xinh đẹp thì phải làm sao? Đây giải pháp dành cho bạn nha, một chiếc bàn trang điểm giá học sinh sinh viên siêu sang xịn mịn luôn. Mặt bàn rộng 60 cm, ngoài ra thì có hai ngăn kéo. Các chị em nào nhiều đồ trang điểm tha hồ mà để nha. Bên cạnh đó thì chân bàn là gỗ thông nên rất là chắc chắn, các bạn sinh viên có thể ngồi học bài này, quá là tiện lợi luôn. Một chiếc bàn đa di năng, bạn vừa có thể ngồi trang điểm vừa có thể ngồi học luôn. Bởi vì sao? Bởi vì chiếc đèn led này siêu sáng, vừa ngồi học vừa ngồi ngắm mình trong gương thì còn gì bằng nữa. Các bạn sinh viên hôm nào mà có cãi nhau với chủ, đừng lo, bàn nhỏ gọn, dễ dàng vận chuyển, yên tâm nhá. Một chiếc bàn siêu sang xịn mịn như thế thì tìm ở đâu? Chỉ có thể ở nội thất 5C mà thôi. Bàn đa năng 3x1 phong cách Nhật Bản cho những căn phòng nhỏ của mấy ông mấy bà nè. Mà phải nói là cả sự nghiệp inbox đồ lắp ráp của tôi bữa nay mới gặp được một cái shop có tâm tặng thêm cho cả cái tủ vít để mình vặn nữa. Còn về chất lượng thì khỏi phải nói rồi, bàn được lắp ráp bằng ốc cam liên kết gỗ nên cực kỳ chắc chắn luôn. Mặt bàn thì còn được phủ một lớp melamine chống xước nữa.
Nói chung thì bàn này tôi thấy mấy bạn có thể làm bàn học, bàn trang điểm hay là bàn uống trà chiều ngắm hoàng hôn thì cũng đều rất là xinh luôn á nha. Giá cả cũng cực kỳ phải chăng nữa nên mấy bạn có thể tham khảo và cân nhắc để mua nè. Ngày nắng vàng ấm áp, mùa xuân đã đi qua rồi. Hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi. Bài hát dần xa vắng mà em vẫn